Đấy, bác xem. Những cái búi nó bây giờ nó mới lên, nhưng mà lá này. Cây nó bằng tiếp 21 thôi, nhưng mà bác nhìn lá này. Chết cành bé này rồi. Ở những cái vườn to kia là cành to, còn đây là cành bé. Quan trọng là đúng giống của nó, đúng chủng của nó bác ạ. Không, dưới kia là của em là những cái cành nó bằng ngón tay cái trở lên, bằng ngón chân cái, và những cái vườn to ấy. Vâng. Đây bác nhìn lá này. Đấy. Đây là bây giờ nó nắng rồi, nó co vớt lại rồi đấy ạ. Chứ cái còn đây là mai thái đấy ạ. Đây là mai thái. Để mà nói thì mai vàng và mai thái thì nó cũng tương đương nhau. Nhưng mà cái mai thái này ấy là nó lên một cái là măng nó to luôn. Lá nó to luôn. Còn mai vàng thì cứ phải từ năm thứ hai trở đi. Lá nó mới to. Chị không cảm nhá. Mai sau nó măng to này, nó dài thế này thì mình hái kiểu gì? À nó, đây bác ơi, nó có lên thẳng đâu kia, bác nhìn kia kìa. Đấy. Nó lên là nó không lên thẳng mà nó cứ chéo như cần câu này, xong bắt đầu nó nặng lá là cái cây này nó phải vít ngang xuống tầm này này. Đấy. Nó không lên thẳng như những cái loại kia. Nó cứ chéo mọc là nó chéo đây, bác cứ nhìn này. Thế này là cái em trồng là hơi dày. Em bảo là thứ nhất là vườn của em nó cao quá. Em trồng không biết nó có lên được hay không. Thứ hai là nhà em sẵn giống thì thôi, thì em cứ quốc trồng cái chỗ này đi, nó rơi vào 6-7 mét, còn dưới kia thì 8 mét. Vâng, cái loại này cũng phải 10 mét. Vâng, nó phải thế đấy ạ. Đây này bác nhìn đây này, nó lên nó có lên thẳng đâu mà nó không vướng cái gì nhá. Đấy, xong bắt đầu nó nặng lá xuống cái nào nó chui, nó tự gục xuống ạ. Vâng, đấy, đây cái như cây kia đấy, nó chưa lá nó chưa ra hết. Nó lá to này mà chị. Đấy, lá nó chưa ra hết mà mỗi một tàu lá của nó. Cáo bảo cái vườn nó siêu lá. Đây, cái loại này là siêu lá, siêu măng đấy ạ. Vâng, nó đây, chính nó đây. Mà nó ra măng cả 12 tháng luôn ạ. Đấy. Vâng. Măng này có ăn được không? Ui ngon bác ơi. Không, măng này mà thấy bọn nó bảo là măng giả sử khai thác mình không để lá mình khai thác măng cũng là được phải không nhỉ? Ui giời, cái loại này măng nó ra cả 12 tháng trên năm. Bác ạ. Nó ra cả 12 tháng trên năm mà cái măng kia thì bây giờ là rất là hiếm rồi. Đấy, hạn chế bắt độ, với lại các cái loại tre mai bình thường là hạn chế rồi, như cái này kể cả tháng 12 âm lịch nó vẫn lên bình thường. Nó vẫn lên bình thường. Đấy bác nhìn. Thực tế này các bác nhìn này, kìa nó lên. Đây này. Em có vít đâu, nó có vướng cái gì đâu. Nó lên, sở dĩ của nó lên là nó cứ chéo như cần câu ấy. Đây các bác đi xe ra chỗ khu đằng này là nhà trâu bò nó không phá thì nó đều đặn. Cây già già tí thế nào nhỉ? Vườn này cũng chưa có. Gần đây này. Gần khu này này. Ở gần khu này không có, ở cái xóm này thì của em là em có một mình em trồng thôi. Chứ còn phải xuống chỗ vườn nhà thằng em cậu em dưới kia. Thì các bác muốn thăm vườn 2 3 năm có, 5 năm có, 1 năm có. Vâng. Có mà. Là 15 16 cây ạ. Nó ở ngay gần đường không hay là? Cũng ven đường ạ. Đường quốc lộ này đi được. Vâng, đi quốc lộ 2 các bác đi xuống. Đến Phú Hộ chưa? Đi qua à, chưa đến Phú Hộ, chưa. Nó chưa đến cây bảy Phú Thọ, đường rẽ Thanh Ba đấy ạ. À, đi đường rẽ Thanh Ba. Đó, đường ngã ba Diệu, đường rẽ Thanh Ba đấy ạ. Đi vào đấy ạ. Xong rồi đi vào đấy khoảng hơn một cây nữa thôi thì là đến nhà, xong rồi em nó đưa đi ra vườn. Vườn thì cũng thằng em cậu em. Vâng. Đấy các bác muốn thăm vườn to thì xuống đấy là em nó đưa đi. Vâng, đang nghe tí đi vào đây đi nhỉ. Vâng. Đấy các bác, đây là cái vườn này của em là mới được có 8 tháng ạ. Sao này vườn này 8 tháng à? Vâng ạ. 8 tháng mà bây giờ nó đã thế này rồi đây. Đất này của em là đất cằn cỗi, đỉnh đồi luôn, thần đỉnh đồi luôn, mà em trồng là coi như là phụ thuộc 100% là nước trời luôn, chứ em có tưới được đâu, làm gì có tưới được. Đây các bác là ở tận Tuyên Quang, nhưng mà Tuyên Quang. Cái huyện Tuyên Quang này ở chỗ đây. Cuối tỉnh Tuyên Quang. Hơn 100 cây đấy. À thì ạ, Hàm Yên. Dạ. Thì khách của em là ở khắp mọi miền đất nước mà, chỗ nào cũng có. Đấy các bác cứ thăm cùng một chủ ạ. À. Em hôm nay là em bận việc em không về dưới đấy. Chứ còn như mọi khi là em cứ sáng em đi tối em về. Đây nhà em đây. Đây là nhà em, còn ở dưới đấy là vườn nhà thằng em trai em. Dưới đấy có 13 ha cơ anh ơi.
Đây, anh bảo là như cái cây bé xíu này mà nó đang lên hai ngọn măng. Anh nhìn hai ngọn măng kia. Vâng. Cái này là em đã hái được hai chật rồi đấy ạ. Đấy. Em hái hai chật rồi ạ. Đấy, bác nhìn hai ngọn măng kia nó lên. Mỗi ngọn măng đấy nó lên từ giờ đến cuối năm mỗi ngọn em phải thu 1 triệu. Tiền giống từ nó còn chưa tính đến tiền lá. Cái dòng mai thái là thế. Đây bác nhìn đây, nó cứ lên nó cứ bò ra mà. Kia gì? Đấy. Nó bò ra, kể cả những cây to kia thế, nó lên nó không lên thẳng. Nó chéo chéo chách 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 xong bắt đầu là nó nhiều lá là nó bò xuống. Lá. Vườn này nhớ cái là mạ giống này là bao tiền một cành nhỉ? Dạ bầu của em là em mang về em đóng bầu là 90, còn cành bẻ là 80 ạ. Các bác ở xa nếu như các bác xác định lấy nó nhẹ nhàng thì các bác mang cành chiết. Chiết là chúng em phải chiết ít nhất 25 đến 30 ngày. Nếu mà ô tô các bác có ô tô chở thì các bác hãy lấy bầu. Bầu là chắc hơn. Bầu là chắc hơn, về trồng sống chăm chăm mà nó so với cái cành là nó bầu nhanh hơn. Như nào nhỉ? Bác tí nữa bác về nhà em đang ươm có mấy cái bầu cho bác xem. Vâng. Thế là mình thấy gốc to phải không? Vâng ạ. Đấy gốc to đấy em trồng đầu năm ấy là có gốc to, đầu năm cuối năm thì là cái gốc to. Chứ mà bây giờ chưa trồng được gốc. Này sáng này các bác đi từ mấy giờ? 6 giờ. Ai chà. Ở dưới xong đi đến sang đỏ phát là 7 giờ rồi. Dạ, các bác phải đi sang đỏ à? Ồ, đi sang đỏ á. À. Dạ vâng. Đấy cái búi mai vàng trước mặt bác đấy bây giờ đột nó lên phát 4 cái măng liền. Từ giờ đến Tết nó phải lên mấy chật nữa. Đấy, ba cây bé bé này mà lên được 4 cái măng. Như cây tầm này mình đá như vậy là kết để gây giống nhỉ? Tầm này cái cành này. Chưa bé quá em không. Nó phải ra rễ thì mới chiết được ạ. À nó khó tu mọc dưới ra. Vâng, ở dưới kia cành của chúng em nó bằng này. Vâng. Vâng, chứ nó không bé này đâu. Cảm ơn tí ai cho cái địa chỉ từ dưới kia. Dạ vâng, em sẽ cho bác cái định vị dưới đấy. Vâng. Thế là bác cứ đi theo định vị thì đến bảo em trai em nó đưa ra thăm cái vườn to. Còn bảo thăm vườn nhỏ ở trên này rồi thì muốn thăm vườn to thì em nó khác đưa. Dạ vâng, gần 200 cây số khổ. Hôm nay là còn tạnh nắng, mấy hôm nọ các bác ở trên Lào Cai về. Ở trên Lào Cai về coi như là nó mưa rồi ôi về nơi ướt hết. Tuần giáo Điện Biên lên đường.